Tham gia phát biểu tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, trong công tác phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tình hình vẫn chưa thực sự được kiểm soát tốt. Mạng xã hội rất cần cho học tập, làm việc, thu thập tin tức, trao đổi giải trí, vân vân. Tuy nhiên, chúng ta cần một môi trường mạng lành mạnh, an toàn và văn minh. Theo điều 30 luật an ninh mạng, chúng ta đã có lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Và trên thực tế, lực lượng này đã có nhiều cố gắng. Nhưng theo tôi, lực lượng bảo vệ an ninh mạng thì cần phải thường xuyên rà soát trên các mạng xã hội, để nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì cảnh cáo, nặng nữa thì có sự can thiệp của pháp luật phù hợp và kịp thời, để kịp thời xử lý một cách thích đáng cái loại hình tội phạm lan nhanh hơn điện và tàn phá hơn bão này. Nêu thực trạng các loại tội phạm vẫn đang gia tăng cả về số vụ, số người chết và thiệt hại về tài sản, trong đó có tội phạm về ma túy, là vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Đại biểu Nguyễn Hữu Thông, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp xử lý. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ lưu trú v.v. diễn ra ở nhiều địa phương, xuất hiện một số loại ma túy núp bóng dưới là dạng là thuốc lá điện tử, đồ uống, thực phẩm đã gây tác hại nhiều mặt đến người sử dụng, nhất là thanh thiếu niên, và ma túy cũng đã len lỏi vào trường học. Tôi đề nghị chính phủ và các bộ ngành cũng đánh giá và đề ra những giải pháp căn cơ để giải quyết cái tội phạm trên. Qua tiếp xúc cử tri cũng đề nghị nhà nước còn phải xem xét là nghiên cứu về tội phạm ma túy và cách thức nhìn nhận đúng hơn về người nghiện ma túy, nhất là hiện nay chúng ta xem người nghiện ma túy là con bệnh. Nhiều ý kiến cũng đề nghị chính phủ, Quốc hội cần có cơ chế, chính sách hợp lý cho các cơ quan tư pháp và chế độ đãi ngộ tương xứng cho cán bộ, công chức trong lĩnh vực tư pháp phù hợp với số lượng, tính chất công việc, địa bàn phát triển.